Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, xem tử vi tháng 5 của tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 sẽ giúp bạn biết được chi tiết về vận mệnh của mình trong tháng 5 sẽ có diễn tiến như thế nào và vận mệnh của mình ra làm sao. Trong tháng 5 âm lịch này thì những con giáp tuổi Giáp Ngọ được quý nhân tương trợ, vậy nên mọi sự hanh thông, công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, may mắn tài lộc ùn ùn kéo về. Và sau đây thì sẽ là phần luận giải chi tiết tử vi cho tuổi Giáp Ngọ. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Giáp Ngọ, sinh năm 1954, trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng của 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Giáp Ngọ nói riêng là người luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên họ dễ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Giáp Ngọ, mệnh sai trung kim, là người hướng ngoại, thích náo nhiệt, cũng rất thảo chuyện xã giao. Tính nhanh nhạy, hoạt bát, phản ứng nhanh nhẹn, lại luôn gần gũi với mọi người nên họ có nhân duyên khá tốt. Trong tình yêu, người tuổi Giáp Ngọ rất dễ rung động, họ bước vào nhưng cũng rất nhanh kết thúc khi cảm thấy không còn phù hợp. Người tuổi Ngọ nói chung và Giáp Ngọ nói riêng có tấm lòng bao dung, bác ái, khẳng khái và rất nhiệt tình. Họ là người có tố chất lãnh đạo, có tinh thần tư duy, sáng tạo, song đôi lúc bản mệnh còn thiếu kiên trì nên dễ làm hỏng chuyện lớn. Vận mệnh của những người tuổi Giáp Ngọ khá vất vả vào tiền vận, phải chờ tới trung vận thì mới có được cuộc sống ổn định, an nhàn. Ngoài ra mệnh chủ không thích hợp kết hôn sớm, nên kết hôn muộn thì cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc bền lâu. Sức khỏe của gia chủ Giáp Ngọ trong tháng 5 âm lịch không được đánh giá tốt, suy yếu đi nhiều, cần đặc biệt quan tâm đến các bệnh liên quan đến huyết áp. Gia đình cũng sẽ gặp những chuyện buồn đưa tới, vợ chồng con cái không được vui vẻ, dễ xảy ra bất hòa. Vậy nên trong tháng cần điều chỉnh tâm lý, thay đổi một số thói quen sinh hoạt trước kia, hòa hợp với gia đình, con cái, tận hưởng quãng thời gian về hưu đúng nghĩa. Xét về thiên can, giáp dương mộc gặp bính dương hỏa nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Giáp Ngọ nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Quý gia chủ Giáp Ngọ sinh năm 1954, nếu vẫn còn đang theo đuổi sự nghiệp thì đây là một tháng khá thuận lợi đối với bản mệnh, nhất là người làm trong lĩnh vực hợp tác làm ăn có thể nhận được một khoản lời lãi nhất định. Những người làm lãnh đạo, kinh nghiệm làm việc, sự nhiệt tình cứng rắn của bạn rất được lòng đồng nghiệp, sự tôn trọng của cấp dưới. Thời điểm này, bạn nên tham gia vào các hoạt động phúc lợi công cộng, đó cũng là hoạt động ý nghĩa giúp bạn lấy lại tinh thần. Tuy nhiên dù sao thì gia chủ cũng là người có tuổi, việc quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe, chớ nên suy nghĩ nhiều hoặc quá tập trung cho sự nghiệp, bởi như vậy sẽ đem lại tác động xấu cho sức khỏe của bạn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Giáp Ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tình hình tài chính khá tốt đẹp. Về cơ bản, gia chủ vẫn duy trì được khoản tiền đều đặn hàng tháng từ lương hưu, tiền tiết kiệm, tiền cho thuê nhà cửa. Bên cạnh đó, gia chủ cũng nhận được sự quan tâm về mặt tiền bạc đến từ con cháu trong nhà. Tuy nhiên, mức chi tiêu của gia chủ ở trong tháng khá lớn, có nhiều chuyện bạn không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Tất cả những chuyện đó đều mất một khoản lớn trong thu nhập của con giáp này, khiến cho gia chủ rơi vào cảnh túng thiếu, giật gấu, vá vai. Người tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, có được khoản tiết kiệm, phòng bệnh tật, ốm đau sau này. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này gia chủ cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, không nên lao động quá sức.
đặc biệt là khi đối diện với những biến cố của cuộc sống. Người tuổi này tránh suy nghĩ quá nhiều bởi mọi chuyện đâu có khác đó. Người cao tuổi thường gặp các vấn đề về tim mạch, huyết áp, thần kinh, cần rèn luyện sức khỏe hợp lý, không làm việc quá sức. Các quý vị gia chủ tuổi Giáp Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Giáp Ngọ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Bước sang tháng năm âm lịch Nhâm Dần, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho các quý vị gia chủ tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954. Những người tuổi Giáp Ngọ cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, bạn có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi bạn giận dữ với nhau, nó sẽ không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh. Rốt cuộc bạn đã sống với nhau cả trọn đời, vì vậy bạn biết nhau rất rõ và có thể thể hiện được sự cân nhắc và bao dung cho nhau. Tháng này gia đình bạn sẽ gặp những xích mích cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm của gia đình. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ, Lục Hợp Mùi, Tam Hợp Dần và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi. Đối với người tuổi Giáp Ngọ trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 5 năm 2022, tức ngày 4 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 5 năm 2022, tức ngày 16 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Canh Tý, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tý, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Giáp Ngọ trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 1 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 13 tháng 5 năm 2022, tức ngày 11 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 5 năm 2022, tức ngày 23 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi cho tuổi Giáp Ngọ trong tháng 5 âm lịch. Qua đó quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có thể có được may mắn và thành công trong tháng 5 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông thông báo để có thể luôn là người đầu tiên chúng ta nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh.